Chỉ trong 2 ngày mùng 10 và 19 tháng 10, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hai trẻ, lần lượt 3 và 6 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim trước khi đến viện. Bác sĩ Đinh Thị Thu Phương, khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trường hợp thứ nhất là một bé trai khỏe mạnh hoàn toàn. Trưa ngày mùng 10 tháng 10, sau khi được ăn và cho nằm ngủ một mình trong phòng, gia đình phát hiện lúc này trẻ đang nằm úp mặt xuống đệm và tím tái. Ngay lập tức, trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà, cấp cứu ngừng tuần hoàn sau đó trẻ có nhịp tim trở lại và được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương. Trẻ vào khoa cấp cứu và chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục hồi sức và làm các xét nghiệm để chuẩn đoán và tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng, khó cứu chữa, gia đình quyết định xin cho bé về. Trường hợp thứ hai là một bé gái 3 tháng tuổi ở Hà Nội, cũng vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi đến bệnh viện. Theo lời kể của gia đình, khoảng 23 giờ đêm ngày 19 tháng 10, trẻ đang ngủ cùng bố mẹ. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng, khi mẹ tỉnh dậy thì phát hiện trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, không thở nữa. Trong lúc hoảng loạn, gia đình đã gọi xe cấp cứu đưa trẻ vào bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây các bác sĩ phát hiện trẻ đã ngừng thở, ngừng tim, hạ nhiệt độ. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng trẻ đã không qua khỏi. Bác sĩ Phương cho biết, sự ra đi bất ngờ của các bé là nỗi đau, nỗi dây dứt không nguôi của gia đình, là một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ có con nhỏ. Trước đó, khoa cấp cứu và chống độc cũng có tiếp nhận một vài trường hợp tương tự. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc, hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ không tiên lượng được trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ trong khoảng từ 2 tuần đến 1 năm tuổi. Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ hay gặp ở trẻ 2 đến 4 tháng tuổi, hầu hết xảy ra rất bất ngờ khi trẻ đang ngủ. Hội chứng này xảy ra mà không có dấu hiệu nào cảnh báo trước, khiến đột tử ở trẻ nhỏ trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều gia đình. Bên cạnh những nguyên nhân gây tử vong đột ngột như ngạt thở, chảy máu não, viêm cơ tim, nhiều trường hợp không có nguyên nhân rõ ràng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây đột tử ở trẻ nhỏ bao gồm trẻ có khuyết tật nghiêm trọng ở hệ hô hấp, tim mạch hoặc sự kiểm soát nhịp thở của não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Đường thở bị chèn ép trong khi ngủ, tư thế nằm sấp, nằm nghiêng. Ngủ trên giường có quá nhiều vật dụng hay giường ngủ mềm, ngủ cùng với bố mẹ cũng có thể là tăng nhân gây đột tử ở trẻ. Tăng thân nhiệt do nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quấn quá nhiều quần áo, chăn to, trẻ ngủ sâu dẫn đến mất kiểm soát nhịp thở. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, các yếu tố nguy cơ của hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ là sinh non, cân nặng khi sinh thấp, chậm tăng trưởng, tư thế ngủ nằm sấp, không có núm vú giả, trẻ trai nhiều hơn trẻ gái, mẹ nhỏ hơn 20 tuổi, sử dụng ma túy, hút thuốc lá trong thai kỳ hoặc sau sinh khoảng cách ngắn giữa các lần mang thai, trẻ nằm chung giường với cha mẹ, người chăm sóc, anh chị em ruột bị đột tử, nhiệt độ môi trường thấp hoặc quá cao, cũi, nôi, gối không an toàn, nệm nước hoặc giường mềm. Để dự phòng nguy cơ đột tử ở trẻ nhỏ, tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy lưu ý cần nâng cao cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Cụ thể, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần cho trẻ nằm ngửa khi ngủ, thường xuyên quan sát trẻ, sử dụng núm vú giả cho trẻ dưới 1 tuổi, giúp mở thông đường thở để nhiệt độ phòng phù hợp, thông thoáng quần áo. Không chùm đầu trẻ, đặt trẻ nằm trên nệm ít bị trũng xuống. Không sử dụng gối, đồ chơi nhồi bông. Chăn có quá nhiều lông hoặc quá lớn ở khu vực cũi và giường của trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần nằm cũi, giường riêng, bên cạnh giường ngủ của người chăm sóc. Không sử dụng miếng đệm phụ trong cũi. Tiêm phòng đầy đủ, đúng lịnh để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Chăm sóc thanh nghiến sớm và thường xuyên, nuôi con bằng sữa mẹ. Không hút thuốc lá, không uống rượu hoặc sử dụng ma túy trong thai kỳ và thời gian nuôi con nhỏ khi thấy trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế gần để được khám và điều trị kịp thời